Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo thân kính, trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân sanh ra cái sự phiền não, và mỗi đồng đạo mình phải cố gắng vượt qua những cái khổ khó trong cuộc đời hành đạo của mình. Và hơn thế nữa, khi chúng ta quy vào cửa đạo thì đòi hỏi hành giả cần phải có một cái sự chân thật, có một cái lòng thành chân thật đối với đạo, thì nhất định chúng ta sẽ được cái sự cảm ứng của ơn trên, của thầy gia hộ mà thầy đã dạy là hãy ráng sức thi hành thì sẽ có thầy ủng hộ. Và hơn thế nữa, trong đời tu của mình cũng cần phải đạt cái gì đó để rồi chúng ta có đầy đủ công năng để cứu vớt cha mẹ của mình, cũng như chúng ta sẽ được chứng được thánh quả La Hán để rồi tự độ mình và còn độ được ông bà cha mẹ của mình trong hiện tại, cũng như của quyền thất tổ vô lượng kiếp, để được sanh về cực lạc, để được thoát khỏi cái kiếp sanh tử luân hồi này. Và chính vì lý do đó mà khi Đức Thầy chúng ta đang cư ngụ ở nhà ông Ký Giỏi vào năm Nhâm Ngũ 1942, thì khi ở đây thời gian cũng khá dài, Đức Thầy hay tin được là ông Trần Quang Hảo, tức là cha của Trần Quang Hạnh, là thông gia của ông Ký Giỏi. Ông Trần Quang Hạnh là rể ông Ký Giỏi. Thì được biết rằng ông này trước đây là làm cảnh sát của một bến tàu, gọi là ông Cò Tàu, ở tại Sài Gòn. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà từ một cái vị làm cảnh sát mà giờ này lại lìa gia đình để nhập tự làm tăng, quy Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Thì khi hay được tin này, thì lúc bấy giờ ông Ký Giỏi cũng chuẩn bị hành trang đi ra Sài Gòn để thăm thông gia của mình. Thì Đức Thầy biết được, cho nên Thầy mới viết một cái bài thi mới gửi cho ông Ký Giỏi. Thì đây là bài thi mà tặng riêng cho ông Cò Tàu Hảo. Thì bài thi này được Đức Thầy sáng tác vào ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ, nhằm ngày mùng 8 tháng 6 năm 1942. Thì trong đó gồm có 37 câu, và đặc biệt thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua 6 câu của 37 câu ở trong cái thánh phẩm mà Đức Thầy cho ông Cò Tàu Hảo. Đó là đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chơn, dầu mắc phải mưa đơn gió kép, cũng chuyên trì mà dẹp cây trong, ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Như vậy thì đây là 4 câu thi Đức Thầy muốn trao gửi cái niềm tâm sự của Ngài cho ông Trần Quang Hảo, tức là ông Cò Tàu Hảo. Thì qua 4 câu thi này thì chúng ta thấy rằng hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa. Tức là Đức Thầy nhắc nhở trên con đường tu hành của ông Cò Tàu Hảo và động viên ông ráng tu, tương lai sẽ đạt được cái quả vị, rồi để có một khả năng đặc biệt để cứu vớt được cha mẹ cũng như tông tổ mấy đời. Thì nếu mà nói về cái tính cách hạn hẹp, thì đây là bài thi mà Đức Thầy viết tặng riêng cho ông Cò Tàu Hảo. Nhưng nếu nói về tính tổng thể của Đạo Phật, thì bài thi này Đức Thầy cũng muốn gửi gắm một cái phương pháp tu hành. Và đặc biệt trong 37 câu thi này, Đức Thầy đã triển khai rất là nhiều cái phương pháp tu hành nhằm để nhắc nhở tất cả đồng đạo chúng ta. Ông Cò Tàu Hảo là một trong những người đại diện. Có ông Cò Tàu Hảo xuất gia thì Đức Thầy mới nhân đó mới viết cái bài thi này, cũng như các bài thi mà Đức Thầy cho ông Nguyễn Kỳ Trân, Đức Thầy cho ông Lương Văn Tốt,
Đức Thầy đáp quạ với các vị khác, thì các vị này cũng là những người đại diện. Giống như ngày xưa thì A Nan và Xá Lợi Phất cũng là những người đại diện và hỏi Đức Phật vì cái nguyên nhân đó mà Đức Phật mới thuyết pháp độ đời. Thì trước mắt là độ A Nan, độ các người khác, nhưng mà tương lai thì các bài pháp đó hàm chứa để độ chúng sinh. Thì hôm nay trong nguồn thi thơ của Đức Thầy cũng vậy. Ngoài cái việc ra đời lập đạo, Đức Thầy dạy chung 6 quyển giảng. 6 quyển giảng là những cái chung, là những cái nền tảng mà Đức Thầy dạy chung cho toàn thể đồng đạo. Và đồng thời Thầy còn phụ họa thêm trên dưới là hơn 200, tức là 217 bài thi văn. Thì có nơi thì 216. Thì các bài thi văn này cũng là phương pháp tu hành, nhưng mà theo về xét về cái văn chương và cái nghĩa lý về Phật Pháp, thì theo cái nhận định của chúng tôi, thì cái phần thi văn đó có phần là nổi trội hơn, tức là đi sâu sắc hơn trong cái quá trình hành đạo. Và hơn thế nữa thì trong phần thi văn này, trên dưới hơn 217 bài này, thì có những lúc Đức Thầy tự cảm tác, tự thán, tức là Đức Thầy thấy cảnh sinh tình, cũng như bài cảnh xuân, rồi các bài khác cũng vậy. Và đặc biệt thì trong đó có rất nhiều cái bài Đức Thầy đáp quạ và Đức Thầy cho riêng từng người. Thì đấy cũng là do cái căn cơ trình độ, và có thể chúng ta hiểu ngay về một cái tính khách quan tổng thể. Thì tất cả các lời dạy này đều là pháp Phật. Sở dĩ Thầy cho người này, Thầy cho người khác, thì đó là hoàn toàn do nhân duyên, là phương tiện. Cho nên thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta là người tại gia, nhưng mà cái bài pháp cho ông Cò Tàu Hảo là dành cho hẳn xuất gia. Có nghĩa rằng dầu rằng mình là cái người tại gia, còn đang sống sanh ở tại gia đình là tại gia, tuy nhiên nếu chúng ta hành đúng là Đức Thầy thì chúng ta biến mình là người xuất gia. Xuất gia là xuất gia ở phần tâm hồn, xuất gia là xuất gia ở cái phần phải nói rõ là tâm linh. Chúng ta không ô nhiễm, dầu ở trong gia đình trần tục, dầu ở trong gia đình phiền não, mà làm sao đồng đạo chúng ta phải thoát ra khỏi cái gia đình phàm tục, thoát ra khỏi cái gia đình phiền não. Nếu nói về cái tướng bên ngoài thì nó có nhiều cái điểm dị biệt, tuy nhiên trở về tâm thức thì xin thưa rằng hai hạng này vốn dĩ là đồng với nhau, hoàn toàn trở về tâm thức đồng với nhau. Dầu xuất gia hay tại gia, đây chỉ là phương tiện, nhưng mà cái quan trọng nhất là mỗi người phải đều trao sửa tâm tính mình để đi đến con đường chân thiện mỹ. Và cái quả vị đạt được của hai hạng này nó hoàn toàn giống nhau. Người nào lột bỏ những cái điều ô uế, người nào chịu thức tỉnh, trao sửa thân tâm, thì người đó sẽ về bên kia trước, tức là sẽ giải thoát trước, dầu là tại gia, dầu là xuất gia. Nếu cái người tại gia mà lo chuyên tu, trở về nội tâm, thì người này khả năng đắc đạo rất cao. Còn bên cạnh đó cũng có những người xuất gia mà chỉ xuất gia bằng hình thức, không trở về nội tâm, thì dầu rằng ở cửa chùa, dầu rằng ở non núi, dầu rằng ở am cốc, tuy nhiên thì quả vị của họ còn rất xa, bởi vì họ chỉ tu ở hình thức thôi. Chính vì lý do này Đức Thầy cũng sợ ông Cò Tàu Hảo nó rơi vào đây nè. Cho nên Đức Thầy sợ lắm, bởi vì bản thân ông Cò Tàu Hảo đương thời là những người rất là ô nhiễm, bởi vì là một cái vị cảnh sát ở bến tàu thì đồng đạo biết rồi. Hãy nói rõ là nó tiếp xúc với nhiều hạng người, gần như cái tinh thần và vật chất thì nó luôn luôn ô nhiễm trần cảnh, những cái sự giả tạm cõi đời. Vì vậy cho nên hôm nay chuẩn bị xuất gia thì Đức Thầy sợ ông Cò Tàu Hảo chỉ xuất gia ở cái tướng, không trở về cái tâm. Cho nên 6 câu giảng này, khi mà chúng ta đọc cái câu đầu tiên, đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật Tổ chí thành chí chơn, thì hai câu này rõ ràng Đức Thầy đang cảnh tỉnh ông Cò Tàu Hảo, và cũng như Đức Thầy cảnh tỉnh hết các cái hạng xuất gia trong cõi đời này nói chung. Và đồng thời đây cũng là bài học quý báu để cho già hạng tại gia chúng ta. Chúng ta là hạng tại gia, khác nhau hình tướng, ở hình tướng bên ngoài, nhưng kỳ thật ra thì cái vấn đề quy tam bảo, bước vào cửa thiền, đi vào cửa đạo thì không khác. Vậy cho nên hôm nay câu đầu tiên Thầy dạy là đem tâm hồi hướng gốc lành, thì đồng đạo chúng ta phải cùng chúng tôi, chúng ta có một cái nhận định chung là câu giảng này, cũng như 6 câu này, và cũng như bài thi 37 câu này, thì Đức Thầy dạy chung cho tất cả môn nhân đệ tử của Thầy nói riêng, và những người bắt đầu bước vào con đường giác ngộ giải thoát
quy y Tam Bảo nói chung và trong đó có ông Cọ Tào Hạo. Vậy thì đem tâm hướng gốc lành, thì hôm nay khi chúng ta bắt đầu quy y, cái người xuất gia thì nhập tự làm tăng, còn chúng ta không nhập tự làm tăng, chúng ta là người tại gia. Nhưng mà khi mình bắt đầu chúng ta quy y Tam Bảo, ở nhà chúng ta có Phật đài, có thờ Tam Bảo thì không khác gì cái chùa. Kính thưa đồng đạo, cũng như nhà chúng ta như một cái chùa vậy, bởi vì mình có thờ Phật đài. Phật đài phưởng phát mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Như vậy thì từ Phật đài ở đây, căn cứ từ điển là chỉ cho cái ngôi thờ của người tín đồ tại gia cư sĩ có ba ngôi thờ và trong đó có Tam Bảo. Như vậy thì khi tôi và quý vị chúng ta bắt đầu quy Tam Bảo, nay con nguyện cải hóa ăn năn, làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu hiện theo Phật đạo. Thì khi mình đọc cái bài quy này là lúc bây giờ chúng ta bắt đầu đem cái thân mạng này, đem cái lời nói này, đem cái hình tướng này để chúng ta cống hiến cho Phật Pháp, quy y vào Tam Bảo, làm đệ tử của Phật, đệ tử của thập phương Phật, thập phương Pháp và thập phương Tăng. Và đồng thời yếu tố đi kèm là chúng ta phải đem luôn cái tâm, tức là đem cả một tấm lòng. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì con người chúng ta có hai phần vật chất, là cái thân vật lý, gồm có lục phủ ngũ tạng, gồm có tứ chi, gồm có xương thịt. Thì tất cả các cái này đều do Tứ Đại Hiệp thành. Và bên cạnh cái thân vật lý này, mỗi con người chúng ta đều có cái phần tinh thần. Thì cái phần tinh thần này chính là cái tâm, cái hằng hữu. Và đặc biệt cái tâm này mới chính là ông chủ nè. Ông là chủ nhân ông, sai khiến cái thân vật lý phải phụng sự cho tâm, phải làm việc cho tâm. Và hơn thế nữa, cái trạng thái tâm này nó sẽ sinh ra nhiều thiên hình dạng trạng. Nếu cái tâm này chạy theo danh lợi thì con người hành xử theo danh lợi và tương lai thì sẽ phải nói rõ là tan rã. Còn nếu con người này trở về con đường đạo, hành xử theo đạo, thì con người này, cái tâm này sẽ được đi lên. Có nghĩa là cái thân làm toi mỏi cho cái tâm, cái tâm sai khiến cái thân. Nhưng mà cái thân làm cái gì thì cái tâm ảnh hưởng rất lớn trong cái vấn đề kết quả của nó. Do đó cho nên ngày xưa thì các vị chư tổ chư sư đã khẳng định rất rõ về cái chữ tâm nè. Đó, tức là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Rồi tam điểm như tinh tượng, hoành câu, tợ nguyệt, tờ phi mau, tùng thử đắc, tốt Phật giá vô tha. Có nghĩa rằng chư tổ đã cho biết rằng hữu tâm vô tướng, cái con người mà có cái tâm lành rồi đó, dầu rằng cái tướng họ không phải là tướng đạo, con người mà có tâm đạo rồi cái gì à, tức là xuất gia bằng cái tâm đó, như tôi nói hồi nãy, ra khỏi cái nhà phiền não bằng cái tâm đó. Dù rằng cái tướng người này còn lê mê lết mết lắm, tướng người đời, tướng người này không có gì là đạo cả. À, tức là cách ăn mặc bên ngoài không có gì là đạo cả. Nhưng mà khi con người có được một cái tâm tốt rồi đó, cái tâm này hồi hướng về Phật rồi đó, thì sao? Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Tự nhiên vậy đó, cái tâm mình sẽ sanh ra. Dù rằng cái tướng bên ngoài không có gì cả, nhưng mà khi mà cái tâm mình đã có Phật rồi, thì tự nhiên nó sinh ra cái hình thức bên ngoài cũng là Phật. Sinh ra đây ý muốn nói rằng bởi vì cái tâm là chủ, mà khi ông chủ nhân ông này ổng đã có Phật rồi, thì cái hành động, cái tướng bên ngoài cũng là Phật, cái lời nói bên ngoài cũng là Phật, cái việc làm bên ngoài cũng là Phật, và cái nguồn tư tưởng cũng là Phật. À, cho nên cái chỗ này không cần ở chấp ở tướng. Vì vậy cho nên đạo Phật giáo hảo chúng ta đôi khi cũng có một tiểu số đồng đạo đặt nặng về tướng, nhưng đó chỉ là hình thức thôi. Cái quan trọng là trở về nội tâm bên trong mới là chính yếu. Mà Đức Thầy đã căn dặn chúng ta rằng dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốp bề ngoài chẳng tốt. Bởi vì cái bề ngoài chỉ là cái giả tạo thôi đồng đạo ạ. Vì vậy cho nên câu thứ hai, các vị mới cho biết rằng đó, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là con người mà có một tướng đạo trang nghiêm mà cái tâm không hồi hướng gốc lành, tức là chỉ có cái tướng không có tâm. Cái tướng thì thấy cúng lại quy y ngon lành lắm, ăn chay đồ ngon lành, làm từ thiện ngon lành lắm, nhưng mà cái tâm thì lại khác. Nghĩa là cái tướng một đường, cái tâm một ngã. Mà chúng tôi cũng thường dùng cái từ là có cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Tức là cái vỏ bọc bên ngoài là người tu, cái vỏ bọc bên ngoài là người xuất gia, cái vỏ bọc bên ngoài là người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Nhưng mà xin thưa rằng cái tâm không phải. Thì đây là trạng thái chúng ta chưa có đem tâm hướng gốc lành nè. Đó. Thì các vị thánh cho biết rằng hữu tâm vô tướng, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là con người mà có cái tướng đẹp mà cái tâm thì không có đẹp, không trở về đạo, thì cuối cùng tương lai tâm tướng bị diệt hết, tức là tan mất hết, không có đạt kết quả tốt.
Vì vậy cho nên các ngài mới diễn lên cái chữ tâm. Tam điểm như tinh tượng, tức là ý phát họa lên cái chữ tâm bằng chữ hán, hán nôm đó, bằng chữ nho đó. Ở trên có ba chấm như ba ngôi sao, gọi là tam điểm như tinh tượng. Hoành câu tợ nguyệt tà, tức là ở một cái dòng nguyệt. Dòng nguyệt, nguyệt tà giống như trăng tà, dòng nguyệt này giống như lưỡi liềm vậy thôi, không phải là nguyên cái dòng là cái dòng tròn, nửa dòng tròn, mà đây là cái lưỡi liềm một phản chừng là hơn 1/4 cái dòng tròn thôi, nguyệt tà. Và đặc biệt là tức là phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha, mang long đội sừng, thành tiên thành Phật gì cũng do chữ tâm này mà ra cả. Vậy thì chính như chỗ này nè, cái điểm chính yếu ngay chỗ này nè, mà Đức Thầy cũng dạy là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Do đó cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy á, tam giới chi chung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bắt năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Tức là trong ba cõi, trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều lấy tâm làm chủ. Cho nên mới có câu là vạn vật duy tâm tạo, mà Đức Phật đã dạy đó. Cái người mà quán xét được tâm, hướng tâm về một mục đích cứu cánh, thì cái người này sẽ được giải thoát. Còn cái người mà không quán xét được tâm, buông lỏng cái tâm, nuông chiều cái tâm, cho nó trở thành tâm viên ý mã, thì người này cuối cùng bị trầm luân. Cho nên chính vì cái điểm yếu này nè quý vị, mà Đức Thầy hôm nay dạy ông Cò Tào Hảo và tất cả chúng ta là phải đem tâm. Cái cốt yếu người tu là phải đem tâm. Cái thân này không cần thiết, nó chỉ là giả tạo thôi, nó chỉ là phương tiện hình tướng thôi. Cái quan trọng khi đến chùa lễ Phật thì chúng ta phải cả một cái tâm thành. Cái quan trọng là khi chúng ta quy vào Phật Pháp ở tại nhà mình, cũng gọi là cửa thiền, thì quý vị cũng phải đem cả cái tâm mình vào đó. Trên thầy dạy là đem tâm, tức là cả một tấm lòng của mình, hồi hướng. Chứ hồi hướng là mình dồn hết cái này cho người khác là hồi hướng. Cái nghĩa từ hồi hướng là vậy đó, tức nghĩa là mình dồn hết những cái gì tài sản của cải công đức mình có hồi hướng người khác. Bởi vì cái khái niệm hồi hướng này nó ở một góc độ Phật giáo, và cái từ hồi hướng này nó mang một tính chất về tâm linh. Thí dụ ở đời thường thì nói giờ tôi cho hết của cải của cho anh đó, anh làm chủ đi, tôi không còn là tức là không còn cần đến nó nữa. Còn nếu nói về góc độ tâm linh, góc độ Phật Pháp, người ta không dùng cái từ cho hết cho anh, mà người ta dùng, Đức Phật dùng cái từ hồi hướng. Giống như đoạn khác thầy dạy là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng đó, thoát mê độ với cuộc luân hồi. Tức là chúng ta về gom hết mọi thứ về với Phật, không còn ở đây, không để gì đây hết trơn. Hay hoặc là mỗi khi chúng ta làm một gì đó, có một cái điều phước đức, hoặc là ông bà cha mẹ mình vừa qua đời, mình đi làm cái việc phước thiện, bố thí 100-200 giả gạo, bố thí 50 triệu, 100 triệu gì đó, thì với một cái mục đích là hồi hướng cái công đức này. Có nghĩa là chúng ta cho công đức này đó cho ông bà cha mẹ mình mới vừa quá giảng, thì đó là hồi hướng. Vậy thì hôm nay cái từ hồi hướng này, ý Đức Thầy muốn nói rằng đó, khi đã quy rồi thì chúng ta phải cho Đức Phật luôn cả cái thân và cái tâm của mình mới đạt kết quả. Và thầy dùng cái từ gốc lành, thì xin thưa rằng gốc lành ở đây thì phải nói rõ là không ngoài chỉ là đạo lành. Kính thưa đồng đạo, gốc lành là chỉ cho đạo Phật đó, chỉ đạo lành. Vì vậy cho nên Đức Thầy cho biết rằng ngạc ngào tiếng kệ lời kinh, tức là biết gốc lành sao cõi không dình, ngạc ngào tiếng kệ lời kinh, hay hoặc là đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn trời trong ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển đương dây hòa hảo, hoặc là ngày nay điên mở đạo lành, khóc trong lê thứ biết rành đường tu. Vậy thì gốc lành là đạo lành. Nếu nói về cái tính tổng thể, về cái nguyên gốc, thì đạo lành là chỉ đạo Phật. Đạo Đức Thích Ca Mâu Ni là đạo lành, đạo vàng, còn đạo lành là gốc lành đó. Tức là đây là cái nguồn gốc mà mỗi chúng sinh nào nếu muốn làm lành, lánh dữ thì hãy trở về nguồn gốc này, gọi là gốc lành. Bởi vì ngoài tôn giáo Đạo Phật ra thì cũng có rất là nhiều cái đạo lành. Tuy nhiên cái cốt lõi trở về với cái điểm hoàn toàn lành, gọi là trọn lành, hoàn toàn thánh thiện, thì xin thưa rằng không ngoài Đạo Phật. Mà đây là cái điều hết sức là thực tế nhất trên thế gian này. Nói Đạo Phật thì người ta hiểu ngay đây là đạo lành, là gốc lành. Bởi vì con đường là làm lành lánh dữ mà. Như Đức Thầy dạy chúng ta trong bài quy cũng vậy đó, tức là cũng có làm lành lánh dữ nè, là chúng ta đang trở về gốc lành đó. Khi mình quy y là mình đã hồi hướng vào gốc lành rồi. Và trong hiện tại đạo Đức Thầy là đạo lành, như chúng tôi vừa chứng minh, đây là gốc lành quý vị. Tức là nay gặp gốc rồi,
hải mau tầm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết rối mà về. Khi gặp lời Đức Thầy, gặp Đức Thầy ra đời mở đạo là chúng ta đã gặp gốc rồi. Và khi gặp cái gốc này là gốc lành, thì chúng ta phải trở tìm lại gốc lành ở tự tánh của mình. Tự tánh chúng ta cũng là gốc lành. Đây gọi là tự tánh tam bảo đó, đồng thể tam bảo đó. Trong ta cũng có Phật, cũng có gốc lành. Vì vậy cho nên ở đây Đức Thầy nói ông Cò Tào Hảo đem tâm hướng gốc lành, có nghĩa là hôm nay khi ông tu rồi, cũng như tôi và quý vị, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cống hiến cái thân mạng này từ cái tâm, là cả một cái tâm hồn của mình cho Phật Pháp. Kính thưa đồng đạo, cho Phật Pháp. Giống như Đức Thầy dạy là phận tớ sát phàm tớ sẽ dưng, cúng dường cho Phật, Phật đành ưng, dầu cho phải chịu ngàn cay đắng cũng nguyện đạo màu sẽ trắng hơn. Thì Đức Thầy nguyện với Phật sẽ cúng dường, đây là hồi hướng, tức là cho cái thân mạng này trở về với Phật. Vì vậy cho nên hôm nay cái quan trọng là hôm nay khi chúng ta tu cái ý câu này đó, thì lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng hôm nay cái tâm mình là Phật đó. Cái tâm mình đã cho Phật rồi, đã hướng hồi hướng về tam bảo rồi. Vì vậy cho nên cái tâm của mình mà nếu mình nghĩ cái chuyện bất chánh, nghĩ cái chuyện tà vậy, nghĩ cái chuyện nhỏ mọn, nghĩ cái chuyện phiền não, là những cái này chúng ta đi ngược cái gốc lành. Nó sai. Nó sai với một cái tiêu chuẩn, nó sai với một cái định hướng của mình. Cho nên nếu như đồng đạo nào mà đã quy rồi đó, cũng như tôi và quý vị cũng vậy, tất cả đồng đạo ở đây cũng vậy, mà nếu như chúng ta thật sự hướng gốc lành rồi, chúng ta không dám nghĩ quấy bây giờ. Bây giờ lúc nào mình cũng hằng nguyện hết trong lòng mình, tâm mình bây giờ đã hồi hướng về Phật rồi. Nói một cách khác, tâm mình bây giờ Phật cũng đang giữ, ông đang quản lý, cái nhà này có chủ rồi. Thì khi cái tâm này Phật đang quản lý, Phật đang giữ cái nhà này có chủ rồi, thì ma tà không dám vào, đúng không? Cho nên cái gì không biết, cho khi mà đem tâm hướng gốc lành là tôi bảo đảm quý vị là ma tà không dám vào. Mà đúng thật sự đem tâm vào gốc lành rồi thì phiền não không móng khởi, dục tình không móng khởi, bởi lúc bây giờ tâm chúng ta là Phật rồi. Không phải là đơn giản đâu. Khi mình giải nghĩa một hồi thấy được cái câu giảng này quan trọng lắm đó quý vị à. Câu giảng này là đắc đạo đó. Nếu thật sự đem tâm hướng gốc lành là đắc đạo đó quý vị à, nó không hết đâu. Do đó cho nên hôm nay sở dĩ Đức Thầy viết câu này, Đức Thầy khéo lắm, dạy em Cò Tào Hảo vậy đó, cho thật ra dạy luôn chúng ta. Bởi vì thật sự ra đa phần đồng đạo chúng ta giác ngộ tu hành, khi chúng tôi trình bày ý này, đồng đạo xét lại coi, mình hồi đó giờ quy y mấy chục năm rồi, ăn chay cũng mấy chục năm mà, cúng lại mấy chục năm rồi, mà coi coi mình đem cái tướng hay đem cái tâm. Nó đặc biệt là trong cái lúc chúng ta cúng mà chúng ta còn chưa đem cái tâm hưởng gốc lành nữa kìa quý vị. Đang cúng vậy à, mặc áo già vậy đó, đang lại, đang nguyện vậy đó, chứ ở ngoài nó sẹt sẹt vô hoài. Cái gì sẹt vô? Danh lợi tình nó sẹt vô, thương ghét nó sẹt vô, phiền não nó sẹt vô. Mà thầy dạy là danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ, mấy đó nó sẹt vô. Mình đang cúng mà nó còn sẹt vô, mà mình đang cúng mà tâm mình còn chưa hồi hướng gốc lành kìa, huống hồ chi mà trong thường nhật chúng ta. Cho nên tu gì nó không đắc bây giờ, tu gì mà càng tu càng phiền não, tu gì mà càng tu càng tạo nghiệp. Chứ nếu như tất cả chúng ta đều thực hiện đúng theo cái gì Đức Thầy dạy, rất là nhiều chỗ, tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ nói phần này thôi, thì tôi tin chắc rằng chỉ cần chúng ta thực sự đem cái tâm mình hướng gốc lành từng giờ từng khắc từng giây từng phút rồi, thì chúng ta không còn phiền não nữa. Thì gần như lúc giờ chúng ta đạt cái chỗ là tâm lìa cõi mê rồi. Dầu rằng thân chúng ta còn tục, thân chúng ta là cái người trong gia đình, thân chúng ta còn ở trong ngôi nhà phiền não, thân chúng ta còn ở trong ngôi nhà thế gian, mà lúc giờ tâm chúng ta đã lìa phiền não rồi, tâm chúng ta xuất gia rồi, đúng không? Tâm chúng ta đâu còn tại gia nữa, mà tâm chúng ta đã ra khỏi cái nhà phiền não rồi, thì muốn đạt ở chỗ đó, thì cái câu này là cái mà Đức Thầy muốn dạy ở chỗ đó, là đem tâm hồi hướng gốc lành. Và khi chúng ta đem tâm hướng gốc lành rồi thì đương nhiên lúc đó mình mới thật sự làm to Phật tổ. Chứ to là học trò, là đệ tử, mà thầy dạy là ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Hoặc là đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật, một chiến sĩ trì trí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, sẵn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng nói của non sông, cương quyết đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chung của nội giống. Đoạn này thầy nói rằng ngoài Đức Thầy là một tín đồ của Đức Phật, mà Đức Thầy cũng là con dân Việt Nam, giống dân Hồng Lạc. Như vậy thì trở lại, cái từ tôi đây là đệ tử,
Nhưng mà ở đây đệ tử mà không biết ông thầy ông chịu không? Phật tổ thì có thể chúng ta hiểu hai khía cạnh đồng đạo à. Khía cạnh đầu tiên khai cơ lập đạo, một vị giáo chủ cõi cực lạc này mở đạo Phật dạy đời vào con đường học Phật đầu tiên là Đức Từ Phụ Thích Ca Như Lai, thì đây là vị Phật tổ đó. Phật tổ. Như vậy thì những người tu thiền, những người nguyện quy y thì góc độ này Phật tổ ở đây tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu như những người niệm Phật thì khi chúng ta trì niệm Phật có tín nguyện hạnh thì Phật tổ chúng ta thêm ông nữa. Ở đây phải trình bày hai ông à, một ông không đủ đâu nha. Thì đấy là Đức Phật A Di Đà. Là Phật tổ, Đức Phật A Di Đà là Phật tổ. Phật tổ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy cho nên khi hôm nay bắt đầu ở đây chúng ta niệm Phật thì lúc bây giờ bên kia ao sen báo chúng ta có cái sen bỉnh bển rồi. Phải không? Bởi vì lúc bây giờ là Phật tổ bển à. Và đặc biệt hôm nay dầu rằng tôi và quý vị là tín đồ Đức Quỳnh Giáo Chủ, nhưng mà thực chất ra đó Đức Thầy chúng ta, Ngài là một cái nhịp cầu nối, Ngài là một cái vị sứ giả để xuống trần khai đời lập đạo. Cho nên chúng ta vừa là tín đồ của Thầy mà cũng vừa là tín đồ của hai vị Phật tổ kia. Phải không? Vì vậy Thầy mới dạy rằng đó, ta vì thừa dân sắc lĩnh Thế Tôn nè, khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp nè, hoặc A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Chỉ cần người nào thật sự đem tâm hướng vào Tam Bảo thì người đó sẽ biến mình là học trò của Đức Phật A Di Đà, học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Thầy dạy là làm Phật nhi phải đặng lòng thành, cái quan trọng chỗ này thì mới được vãng sanh cực lạc. Cho nên Đức Thầy mới dạy thêm là phải chí thành chí chơn. Và hơn thế nữa, một điều chúng ta trở lại một chút. Nếu như hôm nay tôi dạo dị cũng như ông Cò Tào Hảo quy vào Tam Bảo mà chúng ta không đem được cái lòng của mình để hồi hướng về gốc lành, vậy thì liệu chúng ta có trở thành đệ tử của mấy ông này không? Không. Mấy ông này sẽ thu nhận đệ tử. Khi vị đệ tử đó đến với các vị này, đến cả một tinh thần, cả một tấm lòng, thì các ngài mới thu nhận. Mà Thầy dạy sao? Tới với ta chứ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Như vậy thì hôm nay chúng ta quy ở nhà, hoặc giả là những người quy ở Tam Bảo của cửa thiền mà chúng ta không đem cái lòng mình vào đó thì chúng ta chưa phải là đệ tử các ngài. Lúc đó chúng ta chỉ giả đệ tử thôi, mới tập làm đệ tử. Như tôi nói hồi nãy đó, mình cúng mà tâm mình sẹt sẹt hoài, không có gốc lành, không có một cái lòng lành, tức là không đem cái lòng mình vào trong đó thì chúng ta chưa phải đệ tử. Mình mới tập đệ tử, tập đi, tập hoài đi, ngày nào cũng tập hết á, sáng tập chiều tập, tập chừng nào chúng ta nhuần nhuyễn thuần thục, chẳng những trong thời cúng mà ngoài thời cúng tâm chúng ta cũng luôn luôn nghĩ nhớ đến Phật, thì lúc đó chúng ta mới thật sự đệ tử của hai vị này. Và khi đó muốn đạt được điều kiện trên, thật sự là đệ tử của hai vị Phật tổ này, và trong đó một người không kém phần quan trọng là thầy của mình, muốn trở thành đệ tử của thầy mình cũng như hai vị Phật kia, thì quan trọng chúng ta phải chí thành chí chơn. Chí thành là thành lòng, như tôi vừa nhắc, thành lòng. Hôm nay đến với đạo, chúng ta phải thành lòng. Chữ chí là rắc, là đến cùng tột một vấn đề gọi là chí. Chí là chí hướng đó. Mà thầy cũng dùng là chí cao thanh đó. Mình phải có một cái lập chí đó. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí. Tức là phải có một cái chí hướng cho nó vững chắc, cho nó vững trải trên cái con đường của mình đi. Mà cái chí này phải là thành, thành thật, thành khẩn, tha thiết. Mà đoạn khác thầy giải nghĩa chữ thành nè, thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam đồ Phật ban. Nếu hôm nay chúng ta có lòng thành rồi thì dầu nước kia nó cũng đặt thành hồ nữa vậy. Cái diệu dụng của lòng thành là vậy đó. Con người mà có lòng thành rồi thì sức mạnh của lòng thành sẽ phá đá chẻ núi đó. Có lòng thành thì ơn trên mới cảm được. Nếu như hôm nay chúng ta tu mà không có lòng thành rồi, ơn trên không cảm. Khi một con người có lòng thành rồi, cái chí nguyện của người này đó, thì xin thưa rằng hoàng nhân, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Có người có lòng thành rồi, có lòng tốt rồi, thì những cái chí nguyện của mình đó được ơn trên cảm ứng. Cũng như trường hợp của như chúng ta biết rằng trường hợp của Mạnh Tông đó, vì một cái lòng thành tìm kiếm cho được một măng về nấu canh măng cho mẹ ăn, nếu không thì mẹ qua không khỏi. Thì vì cái lòng thành đó mà cảm động đến trời, cho nên trời mới cho là có được một măng.
Đó, mùa đông gió bắc mà tại tự nhiên mọc lên cái giò măng ngay cái giọt nước mắt, vậy thấy không? Lòng thành à, quan trọng đó. Và bên cạnh đó không kém phần quan trọng nữa là phải chí chơn, phải rắc đến cùng tột cái sự chân thật. Hôm nay đến với đạo mà chúng ta giả dối không có được. Cái chữ chơn là thiệt quý vị. Chữ chơn này là ăn thiệt, nói thiệt, dùng sự thiệt, giải bày tâm trí. Và chúng ta cũng phải làm thiệt. Nói phải làm là chơn, phải không? Như vậy thì nếu như mà nói không làm, không chơn. Nói không được làm ngã là không chơn, là giả. Chữ chơn là thật, cho thiệt mà. Mà trong lời xưa có câu rằng đó, tâm mình không chánh chỗ nào chơn. Nếu như cái tâm mình không chơn chánh, cái tâm mình tà vậy thì không có chơn. Muốn đạt ở chỗ chơn thì tâm mình phải thuần khiết, phải chơn chánh, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì chẳng những ở cửa đạo, mà có thể chúng ta hiểu ở ngoài đời cũng vậy. Nếu ở ngoài đời mình làm một việc gì đó mà chúng ta không có thành lòng, làm cho lấy khó thôi, làm chiếu lễ vậy thôi, phải không? Một cái em đang học thợ bạc, một cái người đang học thợ sửa xe Honda, một cái người nhà nông, mà nếu không thành lòng trong cái nghề nghiệp của mình, có thành công không đồng đạo? Không, không thành công. Và cái việc làm mình không chân thật, trong việc làm mình có sự dối trá, cái sự lường gạt, cái sự phải nói là muốn kiếm đoạt của người khác, thì càng thất bại nữa. Dầu rằng trước mắt chúng ta hưởng cái quê lợi, nhưng mà cái quê lợi này mình hưởng không bền, hưởng chút xíu à, ngày ngày cái tao biết rồi thì lúc bây giờ mình thua rồi, phải không? Cuộc sống ngoài đời nếu mà thiếu đi lòng thành, thiếu sự chân thật thì còn thua thiệt, thất bại như vậy, không thành công. Huống hồ chi hôm nay chúng ta vào đạo. Đôi khi ngoài đời mình không thành lòng, mình không chân thiệt, người ta không biết. Mình lừa bịp thiên hạ được, mình qua mặt thiên hạ được, mình qua mặt pháp luật được, nhưng mà trở về đạo thì nó khác. Trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Phật hiểu được trong tâm của mình, thầy hiểu được trong ý của mình, các vị thần thấy rõ được còn mọi việc làm của mình, thì làm sao mình qua mặt được. Cho nên hôm nay trở về cửa đạo mà không có lòng thành, không có chân thật thì thôi nghỉ tu đi. Tu gì đó, tạo nghiệp. Tạo nghiệp, càng tu càng tạo nghiệp. Cái quan trọng hôm nay khi bắt đầu bước vào cửa đạo, giống như thầy nhắc khéo ông Cò Toàn Hảo vậy đó. Ông suy nghĩ kỹ đi. Khi ông nhập tự làm tăng rồi thì phải chí thành, phải chí chân à. Phải rắc đến cùng tột sự thành lòng và sự chân thật. Giống như thầy dạy cái từ là khá chí tâm đó. Chữ chí này nè quý vị, học hành kính sám. Mà hôm nay chúng ta bước vào cửa đạo cũng vậy. Khi học lý đức thầy mà mình không rắc, không hết lòng vào sự học của mình cũng không đạt kết quả nữa, phải không? Cho nên đây là một cái định hướng phải cần có trong đời tu chúng ta. Do đó qua câu thứ hai này, đức thầy gạn lại: nếu muốn trở thành đệ tử của Phật, của thầy, ngoài cái việc chúng ta đem cái tâm này hồi hướng vào gốc lành, vào tam bảo, vào đạo Phật, vào chân lý đạo Phật giáo hòa hảo, thì bên cạnh đó hành giả cần phải thành lòng, cần phải chân thật. Như vậy chúng ta là tín đồ các ngài. Và khi một người mà đã thực hiện được điều này rồi thì người này vững lắm, vững vàng. Con thiền sẽ vững vàng và sẽ đi đến mục đích cứu cánh thôi. Vì vậy cho nên con người mà có lòng thành, có sự chân thật rồi thì yếu tố tiếp theo chúng ta bắt đầu giữ thêm yếu tố nữa, đó là dầu mắc phải mưa đơn gió kép. Cho nên hôm nay chúng ta sống ở đây là để trả nghiệp. Không phải mình có lòng thành, mình chân thật rồi thì mọi việc đều yếm xuôi, chưa chắc. Bởi vì những cái lòng thành chân thật của mình, đây là cái quả, cái nhân. Đây là cái nhân mà cái quả thì mai mốt chúng ta hưởng. Trong tâm thế nhân quả, đây gọi là hậu báo mà chúng tôi đã trình bày trong đề, cái đề tài luật nhân quả rồi. Vì vậy cho nên những cái nghiệp đến với mình hiện tại là hoàn toàn do hiện báo, do cái nhân chúng ta gieo lúc mình chưa thành lòng của đồng đạo. Do cái nhân chúng ta gieo lúc mình chưa có thành tâm, chưa có chân thật, lúc chúng ta chưa có đem cái tâm hồi hướng nè vào gốc lành, lúc bây giờ tâm chúng ta chạy theo danh lợi tình, cho nên mình còn nhỏ mọn, còn ích kỷ, mình còn hại người, thì đấy là những cái dư động nghiệp trở lại trong đời tu chúng ta thời kỳ này. Vì vậy thầy mới dạy: dầu mắc phải mưa đơn gió kép. Dầu là dù, mắc phải là vướng. Không, tôi mắc phải cái bệnh này, anh mắc phải bệnh kia, tôi mắc phải cái nghiệp nọ. Cái chữ mắc phải là vướng. Và đức thầy lại dùng cái khái niệm mưa đơn gió kép. Đây là khái niệm ẩn ý. Thầy nói vậy à, ai hiểu sao hiểu không? Thầy đâu có giả ra. Hoặc là trong cái bài mà thầy viết, trong cái bài viếng làng Mỹ Hậu Đông đó: dập dồn gió kép mưa đơn,
đau thương gì bởi nhân chẳng tròn. Thầy viết hai cái hai lần hai khái niệm vô kép mơ đơn. Ở đây thì mắc phải, bên kia thì dập dồn, bên kia nặng hơn, hết đồng đạo. Dập dồn là nó dồn dập nặng hơn. Cho nên cái khái niệm mơ đơn vô kép này chúng ta phải ngầm hiểu theo kinh sách, theo từ điển, thầy không giải nghĩa. Vì vậy cho nên hôm nay tìm hiểu là đức thầy, mà nếu không có kinh sách, không có từ điển thì chúng ta khó hiểu à, khó lột trần được ý nghĩa. Thế mà một số đồng đạo chúng ta lại chấp, chàng ơi tu là Phật giáo hòa hảo, sấm giảng coi đủ rồi, đợi gì có kinh sách khác, đợi gì có từ điển. Chính tu bị nè đồng đạo à, tu bị người ta phê bình à. Học Phật giáo hòa hảo không học giảng thầy đâu mà cứ lo coi cái gì được không. Nếu không có coi cái gì thì làm gì biết được cái từ mới đơn gió kép này, làm gì biết được cái từ ngũ hương, làm gì biết được cái từ tam căn ngũ thường. Thầy đâu có giải đâu, thầy viết thầy đóng, thầy để cho chúng ta khai mở trí óc, thầy buộc chúng ta phải nghiên cứu, phải suy gẫm để chúng ta sống ở trong chánh niệm, để chúng ta sống trong thể thiền định quý vị à, để chúng ta sớm tối đi nằm ý chánh pháp đó. Nếu đồng đạo nào có học đọc giảng thầy, có nghiên cứu rồi, có tìm tòi kinh sách, thì hàng ngày đó chúng ta đang sống trong chánh pháp đó. Mà trạng thái này tôi đã kinh nghiệm rồi. Cho nên cái câu mà sớm tối đi nằm ý chánh pháp, tôi rất là phải nói rõ là cảm nể, là thầy viết cho ông Trần Quang Hạnh, tức là con của ông Trần Quang Hảo nè. Vì vậy cho nên nhờ tìm hiểu kinh sách, dù rằng chúng ta không nói đúng hoàn toàn, không hiểu hết hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cũng rờ được một phần của cái hiểu đó. Đúng được một phần được rồi, áp dụng để tu được rồi. Vì vậy cho nên nếu nói theo nghĩa đen, mưa đơn, tức là mưa một, lâu lâu đến lần, đơn lẻ. Gió kép là gió đôi, nó đến nhiều lần, phải không? Gọi là gió kép. Vậy thì mưa đơn gió kép ý chỉ cho những cái tai nạn, hoạn họa, nó ập vào đầu chúng ta, trong khi chúng ta là những khách trần gian đang sống ở cõi đời này. Mà chúng tôi cũng thường nói rằng, chúng ta ở đây là mình đang ở trên mặt biển lên đên. Vì vậy cho nên thầy dạy trong cái bài năng thơ đó đồng đạo à, mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua vai cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sụp soi, bầu thấy trái đất một phen luân chuyển. Là thầy nói ở cái quả địa cầu này, chúng ta ở trên mặt đất này nè. Mặt đất như thật chắc ra đó là biển, chứ không phải thầy nói biển Đông nha. Trước đây cũng có một số đồng đạo giải nghĩa cái đoạn này là nó ở biển Đông đang lô nhô lặn hợp, thì mình hiểu gì tội nghiệp thầy. Chúng ta đang ở đây là ở trên cái bề mặt của đại dương đó, kính thưa đồng đạo, bề mặt đại dương. Cho nên thầy mới dạy là biển trần sóng cuộn lâu sao nè, sông thiền bát nhã lướt vào một phen nè, quản chi lực kém tài hàng, dầu đề bạc đãi ngọn đèn quán níu, ngọn đèn cứ níu. Mà thầy viết trong bài tử tháng, bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai xuôi gió ai ngược gió, ngẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Mà Nam Hải đoàn như khê đã bộc bạch bày tỏ cảnh đời này giống như ta ở trên biển, mà đây là biển khổ, biển mê sông khổ. Trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Như vậy thì mưa đơn gió kép đây là nghiệp chướng, mà nghiệp chướng này ở nhiều đời, ở nhiều đời đó. Thì đấy là chúng ta hiểu về cái sự là vậy. Và khi chúng ta đi sâu vào điều này để mình hiểu một cách cặn kẽ hơn, thì mưa đơn ở đây theo một thành ngữ đó là quả vô đơn chí, phước bất trùng lai. Có nghĩa rằng trong cuộc đời sống chúng ta hàng ngày đó, quý vị nên nhớ rằng phước chỉ đến một lần, phước không đến hai lần. Phải nói gọn gọi là quả vô à, tức là quả vô đơn chí, nghĩa là cái điều quả nó không đến một lần. Lâu lâu đến lần là đơn chí, giống như mưa đơn, lâu lâu đến lần, hết lần này tới lần khác, nó đến hoài vậy nè, không bao giờ nó ngưng. Nhưng mình không đến dồn dập lắm, gió kép mới dồn dập. Và phước bắt trùng lai, phước không bao giờ trở lại chúng ta hai lần, một lần một thôi, mình phải nắm bắt cơ hội. Cho nên hôm nay từ mưa đơn này ý muốn chỉ là những cái tai nạn, để chúng ta sống trên biển mà. Nếu như đồng đạo nào gặp những lúc mà im trời đó, không giông to gió lớn thì tốt lắm. Mà giống thầy dạy là dòm im trời ta cứ ra tay đó, đức thầy cũng chờ im trời thầy mới là giải đạo. Còn lúc mà người Pháp giờ đức thầy đi chỗ này chỗ kia quá thì sóng lớn không sao đi được, đi ra nó chìm thuyền, phải không? Vì vậy cho nên ở đây muốn nói rằng khi đồng đạo nào đó mà ra đời tu hành mà gặp lúc mà sóng yên gió lặng đó, thì mừng lắm, phước đức lớn à. Nhưng mà đa phần thì chúng ta thường gặp những cái trận giông bão, mưa đơn, lâu lâu mưa đám, sóng nhấp nhô thôi, lâu lâu gặp tai nạn, hết nạn này tới nạn khác, năm dĩ gặp vài tai nạn thôi, là mưa đơn, cũng có thể chúng ta vượt được. Cái người trí,
người tin nhân quả, người nhận thức thì chúng ta vượt được. Trừ khi những cái người không học, không tin nhân quả thì người này giữ không được. Mà lại than trách thì càng than trách chừng nào thì nghiệp càng nhiều chừng đó. Còn nếu chúng ta chấp nhận sống tùy duyên, tùy duyên. Nếu có người mà sống được tùy duyên rồi thì sao? Tùy duyên thì lúc bây giờ chúng ta phải nói rõ là mình không còn dệt nghiệp nữa. Tùy duyên vô cụ nghiệp mà. Tức là nếu mà chúng ta sống tùy duyên được rồi thì những cái nghiệp cũ nó không còn. Nó sẽ diệt mất. Còn mà chúng ta sống không tùy duyên, mình tỏ thái độ không chấp nhận đó. Khi cái hoàn cảnh nghiệt ngã đến với mình không chấp nhận thì lúc bây giờ chúng ta nghiệp nhân đôi. Thì đó là mình hiểu về khái niệm mưa đơn. Còn gió kép là gió đôi. Gió này không phải thổi một ngọn mà nó thổi nhiều ngọn. Mà đặc biệt nó đi lần 2222 kép là đôi. Như vậy thì khi hiểu đến đây chúng ta mới nhớ lại trong giáo lý nhà Phật có ngọn gió Bắc Phong. Ngọn gió này ấn tượng lắm mà. Bởi vì lúc bây giờ đó tức là Tô Đông Pha cũng tu hành được cũng lâu lâu, thấy mình ngon rồi. Qua bên chùa Diệu Giác để gặp Phật Ấn. Ý là cũng muốn phe mẻ là tu bây giờ là phải nói rõ là không có còn động nữa. Báo cho ngày hay vậy đó. Nhưng mà qua đây rồi thì lúc bây giờ thì gặp Phật Ấn đang ngồi thiền. Thì ông mới viết vài hàng chữ ông để lại là ông tu bây giờ là gần như là ngọn gió Bắc Phong thổi không có lai. Rồi ông về. Qua ngày sau Phật Ấn mới gửi qua một cái bức thơ cho ông. Thì trong bức thơ đó có một chữ một thôi. Gọi là theo tiếng miền Bắc gọi là đánh giấm. Tức là Phật Ấn ngạo ông. Thì lúc bây giờ ông đọc cái thơ ông tức quá. Ông chạy qua đây ông cử Phật Ấn. Phật Ấn đã nói là gió Bắc Phong bất động. Mà mới có ngọn một động rồi. Cái thứ đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay nói ai cũng nói được hết đâu vậy à. Nhưng mà khi gặp hoàn cảnh rồi, lúc bây giờ mới biết ai thật tánh, ai người giả đạo. Cái quan trọng là ngộ cảnh. Vì vậy cho nên gió Bắc Phong này nó có cái trùng với gió kép này. Bắc Phong là 8 ngọn gió, mà đặc biệt nó có 4 cặp đối với nhau. Lợi si quỷ dự xưng cơ khổ lạc. Thì 8 ngọn gió này, nhưng mà đặc biệt nó đi đôi. Lợi và suy. Nếu như cái việc gì mà đến với mình quá lợi lạc, người ta đem tiền bạc cho mình quá nhiều, làm ăn quá trúng mùa, thì lúc bây giờ chúng ta vui mừng quá cỡ. Phải không? Thì vì sao vui mừng? Thì đương nhiên là chúng ta bị nó thổi rồi. Dầu nó là của tạm, mà đến với mình nhiều quá mình cũng vui mừng, thì bị nó thổi rồi. Đó là lợi. Và ngược lại, khi mà chúng ta suy sụp, mất hết tiền bạc, trở nên khánh kiệt, nghèo khổ, có buồn không? Chẳng như buồn mà còn tự giận nữa nè. Có người tự giận nữa, có người phiền não ghê lắm mà, sanh bệnh đó. Thì vậy chúng ta bị nó thổi rồi. Mỗi cặp như vậy nó đi đối với nhau. Giàu và nghèo đó, mình nói nôm na, được và mất đó. Là cặp đầu tiên này, lợi và suy. Cái cặp thứ hai, quỷ và dự. Cái chữ quỷ là người ta quỷ bán mình. Những cái gì của mình á, người ta không chấp nhận, ta quỷ bán mình, ta bỏ mình, chê mình như đồ bỏ hay đó, quỷ bán mình. Đó, tức là, và thứ hai là dự, là người ta khen mình. Một bên thì người ta quỷ bán mình thì mình buồn hết sức buồn. Mà dự mà ta khen mình thì mình mừng hết sức mừng. Tôi thiết giảng mà quý vị mà chê tôi đó, tôi buồn cái lắm à. Mà quý vị khen tôi mừng lắm. Thì tôi bị nó thổi rồi. Bị cái cặp thứ hai nó thổi rồi. À, tức là quỷ dự. Rồi đến cặp thứ ba là xưng cơ. Cái chữ xưng là ta cất nhắc mình lên vị cao. Mà cái chữ cơ là người ta chà đạp mình xuống dưới. Người ta tìm cách người ta dìm mình xuống. Thì khi người ta cất nhất mình lên vị cao, thề ngơm khi tâm thuyết giảng quá hay quá giỏi gì đó, ta khen tặng mình đủ thứ trơn. Thì lúc bây giờ sao? Mừng lắm. Cái bản ngã nổi lên cục cục. Mà khi người ta chà đạp mình xuống, người ta hạ thấp mình xuống, ta rút dáng cho mình té, thì lúc bây giờ mình ghét người ta dữ lắm. Mình giận người ta lắm. Thì đó là bị thổi nữa rồi đó. Một cặp nữa đó. Rồi đến cặp thứ ba là khổ thứ bảy và thứ tám. Ngọn gió thứ bảy thứ tám thì đó gọi là, tức là khổ lạc. Thì gặp một cái điều đau khổ đến với mình, chiến tranh, bão lụt, sóng thần, rồi tai nạn, rồi chúng ta buồn lắm. Mà lạc là vui. Gặp cái chuyện vui chúng ta vui lắm. Thì đây là chúng ta bị tám ngọn gió nó thổi vậy. Xin nhắc lại, tám ngọn gió này có nghĩa là lợi si là một cặp, quỷ dự là một cặp, xưng cơ là một cặp, và khổ lạc là một cặp. Thì đó là gió kép đó.
theo chúng ta hiểu về tám con gió bắc phong của nhà Phật. Và hơn thế nữa, hôm nay Đức Thầy có dạy gió kép đồng đạo à. Đức Thầy cũng dạy tám con gió y như đó. Mà tám con gió này nó thuộc về tâm, là gió kép đó. Nếu mà trong đời tu mình mà còn vướng vào tám con gió này thì chúng ta cũng khó, phiền não dễ lên à. Vậy tám con gió Thầy dạy đâu đây? Ở đâu? Thì xin thưa Thầy dạy trong cái phần đầu của chánh niệm mà. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Phải là tám không? Phải gió kép không? Đó, đi đôi nhau. Còn và mất, còn tôi mất cũng tưởng nè, có và không, thành và bại, thương và ghét. Như vậy thì nếu như trong tâm chúng ta giờ này mà mình móng khởi nên suy nghĩ cái chuyện còn, còn cũng suy nghĩ. Còn y đó có mất mát thì nó cũng suy nghĩ. Rồi cái chuyện mất hầu nào tới giờ của mình, mất mấy mươi năm mà, mình cũng suy nghĩ nữa. Còn tôi mất cũng tưởng. Rồi có cũng tưởng, cái việc mình đang sở hữu mình cũng tưởng. Mà cái việc mình rờ mó không tới, không khó đến như mình, không khả năng, mình cũng tưởng nữa. Rồi cái việc thành tựu mình cũng tưởng nữa. Mà cái việc bại thì mình cũng tưởng nữa. Cái việc người mình thương mình cũng tưởng. Mà cái người mình ghét mình cũng tưởng. Thì rõ ràng đây cũng rơi vào gió bát phong. Đức Thầy cũng dạy tám con gió này không khác ha, không khác. Vì vậy Thầy dạy là dầu mắc phải mưa đơn gió kép, câu thứ ba, thì đến câu thứ tư cũng chuyên trì mà dẹp gái chóng. Đây là cái điều chông gai, đây là cái điều thử thách đó. Ta bước bước đường gặp nẻo chông, mà không nản chí với nao lòng, dắt diều nhân loại câu quyền bí, bổ đức dạy đời rãng á đông mà Thầy dạy. Như vậy thì Đức Thầy xác định ngay, cũng chuyên trì, phải chuyên tâm, phải chuyên nhất, phải trì chí. Hai vấn đề này không thể nào thiếu được. Nếu một cái người không chuyên nhất, không mãnh liệt, không mạnh dạn mà yếu ớt rồi, chúng ta bị gió mưa nó dập, bị sóng lớn nó dập chìm thuyền. Lúc này mình phải chuyên tâm, phải trì trí, chúng ta phải trở về với chân đạo, với chánh đạo, phải trì tâm niệm Phật, phải hành trì với luật. Có như vậy thì chúng ta mới dẹp được nó. Bởi vì đây là gai trong, mà cái khái niệm từ gai trong đồng đạo biết rồi, gai trong là những cái điều trở ngại, những cái điều trở ngại cho người tu. Đây là nghiệp đó, cái nghiệp đó, cái nghiệp lực mà mình đã vay từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, nó sẽ trở thành gái chồng. Đến Đức Thầy chúng ta là Phật, Ngài còn bị trả nghiệp mà. Bị người Pháp di cư Đức Thầy từ rài đây mai đó là gái chồng, là nghiệp đó. Rồi cái sự bệnh hoạn của Đức Thầy vào tuổi tráng niên cũng là nghiệp đó, cũng là gái chồng đó. Trường hợp cô Hai Gương Cần Thơ bị bệnh đó, chán nản, muốn nghỉ tu, đó cũng là gái chồng. Đúng không đồng đạo? Cho nên cuộc đời của mình gặp gái chồng nhiều lắm. Do đó cho nên nói tóm lại hai cái câu giữa này nè. Trong đời tu chúng ta phải lập cho mình một cái liệu trình vô ma khảo bất thành Phật đạo. Nếu như chúng ta tu mà không khảo đạo, không gặp những cái chông gai, cái thử thách đó, thì chúng ta không có thành công cái gì à. Không khác nào thầy trò Đường Huyền Trang vậy đó. Phải trải qua 81 nạn mới thỉnh được cái chân kinh và mới đắc thành chánh quả. Thì hôm nay chúng ta cũng như thế thôi. Trên con đường tu mình là một cái quá trình thử thách, đòi hỏi hành giả cần phải vượt qua những khó khăn khổ não, cần phải vượt qua những cái ngọn sóng ba đào, những lượng sóng ba đào, cần phải vượt qua chông gai thử thách, vượt qua nghiệp lực, vượt qua những cái điều trái tai gai mắt, những cái điều phá mình, những cái điều đi ngược với mình. Thì có như vậy chúng ta mới thành công đắc quả được. Mình phải lúc nào cũng dự đoán như vậy. Chứ nếu như chúng ta cứ mà không dự đoán như vậy rồi, không chuẩn bị cho mình có tâm lý đó rồi, thì tôi tin chắc rằng trong con đường tu mình nhất định mình hụt hẫng. Mà trong đạo chúng ta cũng có rất nhiều người hụt hẫng. Lúc bình thường thì tu hành chân chánh cúng lại niệm Phật ngon lành lắm. Mà khi nhà có một cái gì đó rồi, một cái chuyện buồn gì đó rồi, vợ làm mình buồn, chồng làm mình buồn, con mình làm mình khổ, anh em mình làm mình khổ, nợ nần tứ vây, làm ăn thất mùa, thì lúc bây giờ đường tu giảm sút liền. Đạo tâm lúc bây giờ nó giảm sút liền. Kính hơn đạo. Thì lúc này gần như đạo tâm chúng ta sa sút. Mà đạo tâm sa sút rồi, đồng đạo biết rằng cái cuộc đời tu mình là gần như lúc bây giờ là khó. Phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Vì lý do đó cho nên nếu như một cái người hiểu rành về kinh sách, hiểu rành là Đức Thầy, cũng như tôi dạo vậy đang trình bày nãy giờ nè, nếu như chúng ta có duyên nghe được cái đoạn này, hiểu là Thầy chỗ này, thì đương nhiên mình sẽ có được một cái nội công, có được sự chuẩn bị, có nội công.
Vì vậy cho nên khi mà mọi việc gì nó đến với mình thì xin thưa rằng mình vượt hết, bởi mình có nội công. Đó, gần như là mình đã có một cái sức chuẩn bị từ trước rồi. Giống như chúng ta biết được lửa là nóng. Vì vậy cho nên khi gặp lửa mình e dè, mình không dám đút tay vào lửa. Mình có bị phỏng đi chăng cũng nhẹ thôi, đã có chuẩn bị rồi. Vì vậy cho nên quan trọng nhất là cái nghiệp đây, mà Đức Thầy đã cảnh báo chúng ta rồi. Nghiệp ít thì đỡ nghe đồng nào, mà nghiệp rơi vào cái chỗ là ông nhồi quả cho người hành đạo lúc nguy nàng thối chí cùng chăng đó. Nếu bền lòng với quả cao thăng chẳng chẳng giả bó lăng Phật Thánh thì cái này là nguy nè. Cho nên thôi, giờ này chúng ta phải nghe là Đức Thầy dạy. Dầu mắc phải mưa đơn gió kép, cục chuyên trì mà dẹp cái trong. Và đến hai cái câu kết Thầy dạy là ngày nào đắc được lục thông. Ngày nào đây? Ngày nào? Nhất định sẽ có ngày đó. Lục thông là sáu phép thần thông, chỉ cho một con người đắc lược thánh quả A-la-hán. Từ quả vị thinh văn trở lên, từ quả A-la-hán trở lên mới có thần thông đồng đạo à. Còn nếu như dưới đó rồi hết hạn ngũ thông, ở trong cái cảnh vô sắc giới thôi, vẫn là ngũ thông. Trừ khi đắc được quả vị thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật cũng như là A-la-hán thì lúc bây giờ mới có thần thông. Vậy thì sáu cái thần thông thì gồm: một là thiên nhãn thông, có một ánh mắt nhìn xa trong ngàn dặm, gọi là vô ngại tự tại, mà Thầy đã cho biết rằng cặp mắt thánh nhìn xem tứ hải. Thầy chúng ta đã có được thiên nhãn thông. Và cái thứ hai là thiên nhĩ thông, lánh tiếng tánh hiển tai thần lóc bốn phan. Cái người mà nghe có được thiên nhĩ thông rồi thì tai họ nghe được tất cả. Đức Phật, Bồ Tát, thinh văn, duyên giác nghe được tất cả các tiếng nói nhỏ lớn trong cõi đời này, trong mười phương này, trong vạn loài chúng sinh này, nghe được hết. Đó là thông thứ hai. Cái thông thứ ba là thần túc thông. Cái thông này gọi là đi mây về gió nè. Thông này giống như Tề Thiên vậy, nói dễ hiểu vậy. Lúc về chúng ta đi bằng thần thông, mà Thầy dạy là chừng ấy xe tiên thiết giáp dài nè. Mà Đức Thầy đã đằng văn đến tỉnh Gò Công, Đức Thầy cũng đi thần thông, Thầy đã có được thần túc thông. Cái thông thứ tư nữa là túc mạng thông. Túc mạng thông là hiểu được cái tiền kiếp của mình là ai, tiền kiếp chúng sanh là ai, tiền kiếp người này là ai, tiền kiếp người kia là ai. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo, Ngài biết được cái tiền kiếp của Ngài, Ngài cũng biết được tiền kiếp của chúng ta. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều tiền kiếp chúng ta nương gậy tu hành, mà Ngài đã giải rất rõ trong bài Thái Lợi Tựa. Vì cho nên hôm nay Ngài ra đời mở đạo là Ngài biết được tiền kiếp của Ngài và chúng ta có túc duyên với nhau. Đức Phật cũng thế thôi. Đức Phật mới biết được tiền kiếp của Ngài chẳng những một kiếp mà trăm ngàn kiếp về trước. Và Đức Phật cũng biết được tiền kiếp của chúng đệ tử, tiền kiếp của ngũ loài ngũ giới chúng sanh, tất cả các Ngài biết hết. Thì đó là do thần túc thông. Và cái thông thứ năm nữa gọi là tha tâm thông, hiểu thấu trong tâm. Khi chúng ta nghĩ khởi ngợi cái gì nơi tâm của mình thì Đức Phật biết hết, Đức Thầy biết hết. Ông Chính Diệm ở từ làng Định Yên lên chuẩn bị sẵn hai cái bài thi bỏ trong túi. Khi qua làng Mỹ Hội Đông gặp Đức Thầy rồi, bài thi chưa đem ra mà. Thì Đức Thầy đã biết được ý ông muốn nói gì rồi. Thầy đã đáp quả sẵn rồi, Thầy đã có được tha tâm thông. Thì điều này chúng ta không cho cãi được. Chuyện bên Thầy còn ràng ràng mà. Đức Thầy biết nhiều thứ lắm đồng đạo à. Trong tâm một người tín đồ đó khởi cái gì thì Đức Thầy biết hết, gọi là tha tâm thông. Và cái thần thông sau cùng gọi là lậu tận thông. Đây là cái thông gọi là dứt sạch phiền não. Cái thông này mới ăn thua nè. Bởi vì đắc được ngũ thông nãy giờ là đã có được, có mặt ở trên cái cảnh vô sắc giới đó, có ngũ thông. Nhưng mà đặc biệt cái thông cuối cùng rất là khó, lậu tận thông, đoạn trừ dứt tuyệt phiền não thì cái người này mới có lục thông. Thì đấy là chúng tôi muốn nói về lục thông đó, xếp thập sáu cái thần thông của Bồ Tát cũng như Đức Phật. Và cái quan trọng ở đây Thầy dạy là ngày nào chúng ta ráng tu đi sẽ có ngày đó. Và mình căn cứ lời Đức Thầy, lời Đức Phật. Đức Phật thì dạy rằng nhân căn trần thanh tịnh nhi đắc lục thông khả giả. Vậy thì nếu như lục căn của mình nó thanh tịnh, nó không ô nhiễm lục trần, thì hành giả đã có được lục thông. Đến đây chúng ta có câu trả lời rồi. Có nghĩa là khi ngày nào chúng ta giữ, đừng cho mắt ưa xem sắc đẹp nè, đừng cho là tai nghe tiếng hay nè, đừng cho mũi ưa ngửi hương thơm nè, đừng cho lưỡi ưa đồ ngon béo nè, đừng cho thân ưa sự sung sướng, đừng cho ý ưa chức phận cao, thì ngày đó chúng ta có thần thông rồi, có lục thông rồi. Mà Đức Thầy cũng dạy rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ nè,
diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chứ có hậu gần, hương với vị sát trần nên lánh. Chữ xuất pháp treo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng vệ thần. Như vậy thì khi chúng ta tránh được sáu đường này, vệ thần đây không phải là về quả vị Phật tiên thần thánh. Bởi vì chứng quả thần đâu cần phải là đắc lục thông đâu, đúng không? Đắc lục thông là chứng được quả giải thoát rồi, thần gì nữa. Về dạy chữ thần đấy, thầy dạy là chứng được thần thông. Tránh sáu đường cũng đặng vệ thần, tránh sáu đường chúng ta cũng được đem về cho mình sáu phép thần thông, gọi là tránh sáu đường cũng đặng vệ thần. Cho nên kết hợp là trong kinh Đức Phật dạy, nhân căn trần thanh tịnh như đắc lục thông khả giả. Nếu lục căn của mình không ô nhiễm lục trần, thanh tịnh đắc được thần thông. Và Đức Thầy cũng dạy ở đây, nếu chúng ta tránh được sáu đường này, chúng ta cũng đem về lục thông cho mình. Thì đến đó chúng ta có câu trả lời rồi. Vậy thì ngày nào đồng đạo đắc được lục thông, ngày nào đồng đạo lục căn không nhiễm lục trần, mà trước đó Đức Thầy đã dạy em câu tòa hảo rồi, trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quăng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, thì ngày đó chúng ta có thần thông. Dễ hả đồng đạo? Và khi có thần thông rồi thì chúng ta mới vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời được nha. Tức là đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông đó, cũng như Phật xuất gia tự thở trước đó. Nếu chúng ta không đắc đạo rồi mình vớt không được à, phải khẳng định vấn đề này à. Do đó cho nên chỉ khi cái người chứng đạo, chứng đắc quả dĩ rồi, chúng ta mới cứu vớt được cha mẹ của mình. Cho nên đây là một cái điều lạ lạc lớn đồng đạo à. Nếu như chúng ta không hiểu điều này thì nhiều khi chúng ta tu chơi à, hoặc là giả là mình cũng không có tinh tấn lắm. Và khi mình mà mất cha mất mẹ rồi, khi nhớ thương cha mẹ mình thì càng nhớ thương chừng nào, chúng ta càng tu quyết liệt chừng đó, càng phải giữ gìn thế nào đó cho chúng ta đắc được thần thông, để cơ mai chúng ta cứu vớt được cha mẹ mình ở củ tiền. Mà thầy khẳng định là vớt hồn cha mẹ nè, có đồng đạo. Như vậy thì một người có thần thông thì người này sẽ tìm cách cứu vớt cha mẹ từ ở cái nơi địa ngục trầm luân, từ nơi ngạ quỷ, từ cái nơi súc sanh. Cũng giống như trường hợp một kiền liên của bà Thanh Đề vậy. Nếu một kiền liên không có thần thông đệ nhất, khi một kiền liên đã đắc được sáu phép thần thông, và đặc biệt trong sáu phép này là túc, tức là thần túc thông đó, của một kiền liên là đạt đệ nhất. Cho nên một kiền liên mới tìm cách cứu mẹ, dầu rằng không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp cứu được bà Thanh Đề, vớt hồn bà Thanh Đề từ ở dưới ngục vô gián, và đắc quả được về cõi trời, lần bước trên đường giải thoát. Còn nếu một kiền liên mà không tu, không có thần thông đó, thì chắc là trên 2500 năm nay thì bà Thanh Đề vẫn còn ngục vô gián, vẫn còn mang thân quỷ đói đồng đạo à. Cho nên giờ này đây là một yếu tố mà thúc đẩy chúng ta phải tu, kính thưa đồng đạo. Bởi vì nếu như một con người mà có tu hành rồi đó thì nó đỡ dữ lắm. Chẳng những chúng ta cứu được cha mẹ mình, phải không, mà cái quan trọng chúng ta còn cứu được cửu quyền nữa. Cho nên thầy dùng ở cái chỗ là vớt hồn cha mẹ mà tổ tông bảy đời. Cái từ bảy đời đó là thất tổ thôi nha. Trong cái tự công, trong một cái khái niệm, một cái thành ngữ gọi là thất thế phụ mẫu. Về về cho nên bảy đời là ý nói là cứu được cửu quyền thất tổ của mình, chứ không phải bảy đời này mà chúng ta tính con số 7, số 8. Cứu được bảy đời, 8 đời cứu không được, không phải vậy. Đức Thầy dụng văn chương, vì vậy cho nên vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, thì bảy đời đây là thất tổ, nói cho đủ là cứu quyền thất tổ. Mà Đức Thầy đã dạy đoạn khác là ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền nè, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên nè, ngõ đáp ơn dạy công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Vì vậy cho nên hôm nay khi mà đắc đạo rồi, như tôi nói hồi nãy, đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông đó, cũng như Phật xuất gia thở trước mà thầy dạy đó. Vì vậy cho nên hôm nay khi chúng ta có đắc đạo rồi, có thần thông rồi, thì ngoài việc chúng ta cứu mình ra, ngoài việc chúng ta vớt hồn cha mẹ mình từ ở cảnh lặn hợp trong bể mê sông khổ được về cảnh giới giải thoát, thì bên cạnh đó chúng ta còn có khả năng cứu vớt được tông tổ của mình. Mà trong kinh Đức Phật dạy là nhất nhân đắc đạo cửu quyền thắng. Chỉ cần một người dòng họ, dòng tộc của mình, một người mà tu hành thôi, đắc đạo thôi, cửu quyền được đi lên. Cho nên hảo nào trong lúc mà Đức Thầy đưa ông A Nan Đà đi dạo cảnh địa ngục thì đang đi như vậy đó, gặp một cái đoàn ngạ quỷ, nó khóc lóc, nó thảm thương, nó than, nó bi ai lắm. Thì A Nan Đà hỏi Bạch Thế Tôn, A Nan Đà là tức là em ruột của Đức Phật nha, chứ không phải là A Nan, A Nan anh em chú bác. A Nan Đà với Đức Phật là một cha khác mẹ, tức là con của Kiều Đồng Nhi. Về vậy cho nên lúc bây giờ thì khi mà
Đức Phật chắc Ananda đi xuống địa ngục thì gặp một cái đoàn ngạ quỷ, họ khóc lóc bi ai thảm thiết. Cái Ananda hỏi Bạch Thế Tôn, đã mang cái thân ngạ quỷ khổ như vậy rồi mà tại sao đoàn ngạ quỷ này còn bi ai như vậy? Thì Đức Phật trả lời rằng bởi vì đoàn ngạ quỷ này nó đau khổ lắm, đã thân bị đọa vào địa ngục đạo rồi. Cái tia hy vọng sau cùng là nhờ con cháu trên trần gian có tu hành đặng nó đi lên. Đằng này con cháu không chịu tu, mà ai thử coi trển nó làm ác không à, nó sát sanh hại vật không à, nó cờ bạc trà rượu đã vậy mà hàng năm tới Tết như vậy đó, nó còn đốt giấy tiền vàng bạc nó gửi xuống hàng năm vậy đó, tới ngày kỷ niệm đó nó còn sát vật trâu heo nó cúng kiến. Cho nên càng ngày thì cái tội dưới này nó càng nặng, cho nên cái đoàn ngạ quỷ này nó hết có còn cái hy vọng rồi. Người ta ở tù vậy đó còn có ngày ra không vậy, kêu án tù 20 năm từ tù trung thân còn có ngày ra. Còn cái đoàn ngạ quỷ nữa tù không có ngày ra, bởi vì con cháu nó trên nhân trần không ai tu hành gì hết. Thì Đức Phật mới nói vậy, A Nan Đà mới hiểu. Thì đi nữa. Đi một hồi nữa thì A Nan Đà lại gặp một đoàn ngạ quỷ khác. Hình tướng giống y nãy, nhưng mà cái sự kiện nó khác đi ngược lại. Hồi nãy nó khóc, nó la, nó thảm thiết bao nhiêu thì cái đoàn ngạ quỷ nó cười, nó ca, nó múa, nó hát sướng bấy nhiêu. Thoải mái lắm, hạnh phúc lắm. Thì A Nan Đà không khỏi ngạc nhiên. Ủa tại sao Bạch Thế Tôn đã làm ăn thân ngạ quỷ khổ như vậy mà sao đoàn ngạ quỷ nó cười như vậy? Thì lúc về Đức Phật nói, ấy, nó vui mừng như vậy bởi nó biết rằng nó sắp sửa hết hạn tù rồi. Đáng lẽ nó mang tù trung thân, nhưng mà vì trên dương thế hiện giờ con cháu nó biết tu hành, hàng ngày cầu nguyện xin tội. Cho nên cái bài cúng chúng ta quan trọng lắm, đồng đạo, ở cái tam nguyện cầu và nhị nguyện cầu đó quan trọng lắm. Đức Phật mới nói rằng đó, bởi vì con cháu nó lo tu hành tích đức, ăn chay giữ giới phóng sanh làm từ thiện, cho nên hàng ngày nào cũng có người xin tội chứ. Do đó cho nên nó biết nó sắp mãn hạn tù rồi. Và chỉ cần trong cái đoàn hậu tấn ở trên mà chỉ có một người tu thôi, đắc đạo thôi. Tu thì nhiều, mà chỉ cần một người đắc đạo thôi thì cái đoàn ngạ quỷ này nó sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục. Cho nên nó cười vậy đó. Quý vị biết không? Đi dạo cảnh thiên nè, cảnh nhân nè, cảnh địa nè. Và khi đến đây thì A Nan Đà mới quyết định về nhà hạ thủ công phu tu hành. Bởi ông này ông dở lắm đồng đạo à. Ông tu vậy đó. Dầu rằng đi theo các vương tử khác, theo Đức Phật tu. Trong lần Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Và đặc biệt sau khi ngồi thiền vậy lúc nào cũng nhớ vợ đẹp con cưng đó. Ông nhà ông vợ đông lắm, vợ ông đẹp lắm. Cho nên cái tư tưởng ông nó không có chuyên nhất. Đức Phật biết, Đức Phật mới dùng thần thông đưa ông đi dạo cõi thiên nè. Rồi cõi địa nè, cõi nhân nè. Mà cái chúng tôi đang trình bày là ở cõi địa. Thì khi dạo ba cửa này về ông thấy cảnh này rồi, ông về ông tu luôn, đắc đạo luôn, chứng quả A-la-hán luôn đồng đạo à. Phải không? Vì vậy qua mẫu chuyện trên thì chúng ta thấy rõ rằng hôm nay thất tổ của quyền chúng ta đang chờ đợi con hiền cái này tu hành đắc đạo, mà Đức Thầy đã khẳng định trong cái bài Nhẫn Đệ Thời Cơ rồi. Thất tổ của quyền nơi chính suối, những mong hậu tấn biết tâm chay, tâm chay hậu tấn biết tu thân, tâm chay hậu tấn phải tu thân, tâm chay hậu tấn ráng tu thân chứ. Bến giác chẳng xa cũng chẳng gần, trời Phật thương đời lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Rõ ràng không? Rõ ràng. Do đó cho nên hôm nay Đức Thầy giải rất là rõ vậy. Vì vậy cho nên đây là một động lực nè. Cái câu 5 và câu 6 này, nhất là câu 6 này mà Đức Thầy dạy ông Cò Tào Hảo nè, là Đức Thầy muốn gieo vào trí não ông Cò Tào Hảo, cũng như gieo vào trí não chúng ta một cái kết quả, để làm một cái niềm tin, để làm một cái điểm tựa, để rồi chúng ta ráng tu để cứu của quyền của mình. Để rồi ông Cò Tào Hảo phải ráng tu để cứu của quyền của mình. Đại để là vậy. Kính thưa đồng đạo, bây giờ này cha mẹ ta, ông bà ta dưới cửu tiền đang chờ để con hiền cháu thảo niệm Phật làm lành. Đúng như câu niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nồi giống. Hôm nay chúng ta cũng đăng đăng đê đê, không phải ông bà cha mẹ chúng ta đẹp mặt đẹp mày đâu, mà chúng ta tu hành giữ giới niệm Phật, cái đó mới là cái chúng ta đền ơn của quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình. Kính đồng đạo thì nó không hết. Như vậy thì trở lại qua 4 qua 6 câu giảng này, đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chơn, dầu mắc phải mưa đơn gió kép, cũng chuyên trì mà dẹp cái chông, ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ thông bảy đời. Đây là một cái bài pháp luận cực kỳ quan trọng, có nhân hành đạo, có quả chứng đắc. Vì vậy cho nên qua 2 câu đầu tiên, Đức Thầy dặn dò ông Cò Tào Hảo cũng như tất cả chúng ta, hôm nay khi tu thì ngoài cái việc đem cái thân này lễ lại Đức Phật,
chúng ta càng cần có đem cả cái tâm thành chí nguyện của mình để lễ lại Đức Phật, dâng hiến cả cuộc đời này cho Đức Phật, dâng hiến cả một cái tấm chân tình, cái lòng thành khẩn, cái sự chân thật của mình cho Đức Phật. Như vậy thì mới tỏ ra một cái sự, một tín đồ ngoan đạo, trở thành một tín đồ, một đệ tử ngoan của Phật và của Thầy. Thì đại để câu thứ nhất là vậy, cái ý thứ nhất là vậy ở hai câu đầu. Và cái mệnh đề thứ hai, khi trở thành đệ tử của Phật rồi thì cái người này cần phải gan dạ, phải kiên trì, phải bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Người này cần phải kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan dạ chớ này. Người này cần phải vượt qua mọi cái chông gai thử thách, mọi cái nghịch duyên, mọi cái nghiệp lực, nói gọn là mọi cái chướng nghiệp mà nó thường phá quấy người tu của chúng ta. Chúng ta phải có một sức mạnh, phải có một cái nội công thâm hậu bên trong thì chúng ta phải vượt qua nó mới đắc đạo được. Còn nếu không vượt qua nó rồi thì sao? Thì chúng ta sẽ mất đi quả vị Phật Thánh mà Thầy đã dạy trong bài Sa Đéc. Tôi xin nhắc lại, nếu bền lòng vị quả cao thăng nè, chẳng chặt giá bỏ lăng Phật Thánh. Và đấy là cái nhân tu. Hai mệnh đề đầu tiên, bốn câu đầu tiên là cái nhân tu. Đây là chúng ta tu cao à, cao đồng đạo à, rất cao. Và ngay đó chúng ta sẽ được cái quả chứng đắc là có được thần thông, có được sáu phép thần thông. Và đến đây chúng ta hoàn toàn không còn mắc trong sáu nẻo giải khôn luân hồi, mình giải thoát rồi. Và chẳng những mình giải thoát mà mình còn có khả năng cứu vớt được cha mẹ của mình, cứu vớt được tổ tiên ông bà cha mẹ của mình. Đúng với câu là nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh thiên đài, giảng sanh thiên đài về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng thoát khỏi luân trầm, nguyện đem đạo pháp quyền thâm. Kính thưa đồng đạo, mà Thầy giải rất rõ trong cái bài nguyện trước bàn thờ ông bà 20 câu. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề trình bày 6 câu trong bài cho ông Cò Tàu Hảo. Thì cũng hết sức là cảm ơn quý đồng đạo đã lắng nghe. Trong quá trình trao đổi không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý vị niệm tình lượng thứ và bổ phiếu thêm. Thì trước khi rời khỏi diễn đàn thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả đồng đạo đắc được thần thông, ráng tinh chuyên tu hành, ráng tâm thành chí nguyện chân thật để chúng ta có được cái thần thông, để rồi chúng ta tự tại văn du vũ trụ, và cuối cùng thì chúng ta cứu vớt được cha mẹ của mình. Đúng như câu mà Thầy dạy, ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.